Kim cha cô Em có yêu anh không? Đã bao giờ em yêu anh chưa? Em cũng là con người mà sao có thể tàn nhẫn như vậy? Em cũng là phụ nữ Nhưng mà sao em có thể làm chuyện độc ác như vậy? Tàn nhẫn Anh ta nói ai tàn nhẫn chứ Đây là gì vậy? Đó là những người đàn ông mà cô đã gặp gỡ trong lúc cố gắng giúp mẹ của mình. Tôi đoán được có nhiều cách để làm tròn chữ hiếu. Những gì cần biết tôi đã tìm hiểu hết rồi, nên đừng bao giờ tính bào chữa làm gì. Việc cô và em trai của mình không có cùng một cha sinh ra là chuyện cá nhân của mẹ cô cho nên tôi sẽ không nói nhiều về nó. Nhưng mà cô cha cung mà. Tôi không hề có ý định làm mẹ chồng của cô hay nhận cô làm con dâu. Nếu như cô ngây thơ nghĩ tôi sẽ vui vì có người con dâu nổi tiếng thì cô đã sai rồi. Xin bác chờ đã, tôi vẫn chưa nói xong. Cô và Súc Chin đừng gặp mặt nhau nữa, cũng đừng đi ăn hay tham gia chương trình cùng nhau, tôi không muốn quan hệ giữa hai mẹ con của tôi bị hủy hoại, chỉ vì một người như cô. Nói thật, tôi không thể tin tình yêu của cô làm sao tôi có thể tin được cô chỉ cởi áo vì con trai của tôi? Cô có nghĩ như vậy không? Nếu như con nói không thì sao? Thì ba cô, ba của em trai cô, chuyện riêng của mẹ cô và chuyện của cô sẽ được dạch trần cho thế giới biết. Thường trong trường hợp này người ta sẽ đưa tiền, nhưng mà tôi lại không thích. Sao cô dám quyến rũ con của tôi bằng cơ thể dơ bẩn đó? tôi mới là người nên nhận tiền có đúng vậy không bác đang đi xa quá rồi đó bác à tôi không thể ăn nói tử tế để kêu cô mau biến đi được biến đi cô cứ ăn những gì của cô tôi sẽ ăn đồ của tôi tôi sẽ sống một cuộc sống tử tế với con của tôi tìm cho nó một cô gái đẹp từ một gia đình đàng hoàng nuôi nấng cháu nội tôi một đứa trẻ trong sáng nhanh nhẹn và hoạt bát lúc người lớn nói thì cô nên trả lời chứ dạ không có chuyện gì mà tôi chưa từng làm cho con trai của tôi nếu như cô coi nhẹ lời tôi như vậy thì tôi sẽ biến cuộc đời cô thành địa ngục không tưởng cô nhớ cho kỹ đó nếu như bác đã nói xong rồi vậy thì con xin phép đi trước Nhưng mà bác nè Con Chưa bao giờ có ý định cưới con trai của một bà mẹ đơn thân hết Có lẽ là bác lo xa quá rồi Anh ấy điên cuồng theo đuổi mà còn là đạo diễn Nên con mới không thể ngó lơ anh ấy được thôi Con chỉ gặp con trai bác vì lịch sự Bác không cần phải lo lắng thái quá đâu thưa bác Con cũng có tiêu chuẩn cho bạn trai của mình mà bác Mơ ước giảng gì của con là có thể gặp được một người ba chồng thật giàu có cùng một bà mẹ chồng mẫu mực và tinh tế trùng hợp như vậy thì tốt rồi <cười> <cười> Cái thằng đó nó bị điên rồi Sao mà nó Sao mà nó dám Nếu không ai lỡ tay Nó làm tổn thương cục vàng của mẹ Thì mẹ biết đi đâu mà tìm nó tính sổ đi chứ Trời đất ơi Đáng lẽ ngày hôm nay mẹ phải ở nhà mới đúng Mà không Dù nhai sống nó cũng không thỏa mãn Sao mà nó dám giác cái mặt tưới nhà của mình để làm loạn lên như vậy Mà nè Lý do tại sao nó làm như vậy Ít nhất thì cũng phải có chuyện gì đó chứ Chuyện đó à. Anh ta hỏi chị có yêu anh ta không còn hỏi sao chị là phụ nữ mà có thể tàn nhẫn như vậy được. Cái thằng điên này thiệt là. Vậy còn lúc đó con đang làm gì? Cứ đứng nghe như vậy thôi sao? Hả? Phải gọi cảnh sát tới tống cổ ra khỏi nhà hoặc làm gì đó chứ. Con cũng đã cố ngăn anh ta lại rồi, nhưng mà tình hình khá là nghiêm trọng, hơn nữa con cứ tưởng là nhiều cho nên con mới nghĩ tốt nhất mình không nên Trời can thiệp ơi, vô. Thật là cái thằng ngu này. <laughs> nè, con mau nói thật với mẹ đi con còn có chuyện gì giấu mẹ đúng không hả? chuyện gì chứ, tụi con chia tay nhau lâu rồi mà. anh ta cứ theo đuổi con, nhưng mà dạo này con mặc kệ. chắc bị chuyện đó làm tổn thương lòng tự trọng rồi. trời ơi, đúng là tức chết mà. Ê, mẹ đang điên lên đi. Ôi ờ, mẹ, mẹ lại định đi đâu nữa vậy? con buông mẹ, mẹ ra. để mẹ đi tìm rồi nhổ sạch tóc trên đầu của thằng đau diễn điên khùng đó mới thôi. sau đó mẹ sẽ tới đánh cho người đàn bà hách dịch kia một trận mới thôi. Mẹ thôi đi giùm con đi Thôi cái gì chứ Con không thấy tức gì những gì nó làm hả Con ha? không muốn làm to chuyện lên nữa Mẹ làm ơn trật tự một chút xíu đi Trời ơi đúng là tức mà Ôi, Tức chết đi mất à, Đúng là nỗi điên quá Cũng là một cái tội mà Tôi là mẹ của người nổi tiếng mà chịu ấm mất vậy sao ơi Đúng là tức chết mà à. mẹ còn muốn biết gì nữa con làm tất cả theo lời của mẹ con đã chia tay cô ấy theo ý của mẹ cũng không nhắc một lời tới đứa bé mẹ còn muốn con phải làm gì nữa còn chuyện gì nữa hả mẹ được rồi nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi sao mẹ có thể nghỉ ngơi được sao mẹ biến thằng bé thành trẻ mồ côi sống với một bà mẹ đơn thân mà sao vẫn có thể ngủ ngon được chứ? chi à? Tại sao mẹ lại như vậy? Rốt cuộc mẹ không dự ý chuyện gì mà phải đối xử tàn nhẫn với cô gái ấy như vậy? Mẹ để cho một cô gái lại còn là một người rất nổi tiếng phải trải qua sinh nở một mình. Mẹ làm như vậy để làm gì hả mẹ? Vì con sao? Mẹ lại định nói là gì tốt cho con sao? Mẹ nghĩ đó không phải là con của con. Mẹ không có chút lòng tin nào với cô ta Thôi hết Thôi đi mẹ Làm sao mẹ biết được Cô ta gặp gỡ và qua lại quá nhiều đàn ông như vậy Làm sao mẹ tin cô ta được Cô ấy không phải là loại người đó Con không hiểu phụ nữ đâu Không phải Người con không hiểu là mẹ Mẹ còn tàn nhẫn hơn ai hết Con đừng có uống nữa <laughs> Rốt cuộc là tại sao chứ Tại sao con lại sống suốt 6 năm trời Mà không hề biết đó là con trai của mình Chuyện này để ngày mai mới nói đi Hôm nay con xúc động quá rồi Lúc thằng bé phải phẫu thuật tim Mẹ cũng không thèm quan tâm hay hỏi thăm Đó có thể là con trai con là cháu của mẹ Nhưng mẹ không tìm hiểu Mẹ cứ như vậy mà đưa cho anh hi chính vì vậy cho nên bây giờ mình mới cần đón thằng bé về. Giờ độc ác hơn nữa. mẹ đã đưa ra quyết định sai lầm. Vì không muốn con dính dáng gì với cô ta, mẹ mắc kẹt trong suy nghĩ phải chia rẽ hai đứa cho bằng được. Cho nên, mẹ đã không thấy Ayun. Thật ra, mẹ luôn mong đó không phải là con của con. Mẹ đã cố dùng bàn tay của mình để che bầu trời. Mẹ rất xin lỗi. Mẹ đã làm chuyện ngu ngốc. Xúc chinh à, Chúng ta hãy gạt bỏ những chuyện quá khứ qua một bên. Từ giờ chỉ hãy nghĩ cho Hai Jun thôi, chỉ một mình Hai Jun, hả? Mẹ à, mẹ cho con mời khách ở nhà hàng của mẹ đi. Con cũng phải giữ thể diện chứ. Mọi người ai cũng muốn thử ăn cơm cho mẹ nấu đó. Chỉ có mỗi một bộ phim thôi mà nhiều chuyện quá đi <laughs> Vậy đoàn phim của anh Dù anh nói không cần Nhưng mà mẹ vẫn mời họ ăn còn gì Mẹ đúng là phân biệt đối xử quá đó Con là con gái của mẹ mà Nếu con tới thì đưa Ha Jun đi theo đi Mẹ chỉ biết con mình Ha Jun thôi Đâu có thèm quan tâm tới con đâu Con biết rồi Ha Jun là ngôi sao của công ty Tất nhiên thằng bé sẽ tới rồi <laughs> Mà hợp đồng của thằng bé sẽ là như thế nào? Hợp đồng của Ha Jun? Con vẫn chưa ký hợp đồng. Con không biết phải nói chuyện này với mẹ của thằng bé là sao nữa. Bởi vì chuyện lần trước, sao vụ lùm xùm với các bà mẹ khác hôm đó, chắc là chị ấy không đồng ý đâu. Ai, chị ấy không muốn Ha Jun làm diễn viên. Vậy thì tốt. Sau này, nó sẽ làm việc ở tòa án cho nên con đừng khuyến khích nó. Giờ làm việc ở tòa án lỗi thời lắm rồi mẹ à. Phim thiếu nhi rồi phim cổ trang họ đều đang tranh cướp Ha Jun thì sao thằng bé phải tới tòa án làm gì? Chỉ cần mẹ thằng bé gật đầu, thằng bé sẽ nhận dai. Bắt bộ gâm hồi nhỏ. Đưa cái này cho anh con đi. Đây là mật ong sao? Hôm qua anh ấy uống say lắm hả mẹ? Còn phải hỏi qua anh hai mới được. Dừng lại. Để mẹ đi. Đừng có mà nói chuyện này với anh của con đó. <laughs> Dạ Con nên ăn chút canh lót chả Rồi hãy tới đài truyền hình chứ à, Con không sao đâu Hôm nay Anh Hy và Ha Jun sẽ ghé qua nhà hàng Con cũng tới đi Tới rồi cùng mọi người nói chuyện Dạ không Con cần phải suy nghĩ thêm Dạ con biết rồi <laughs> Nè cậu kia Cậu nghĩ mình là đạo diễn Thì có quyền muốn làm gì cũng được rồi còn dám tới nhà của tôi làm loan nữa hả cậu đừng có tưởng tôi sẽ dễ dãi vì cậu là đạo diễn sao cậu dám làm vậy chứ nếu cô muốn nói gì thì cứ việc nói <laughs> cậu chỉ nói được những lời đó thôi sao cô cũng là phụ nữ mà cũng đã làm mẹ thì sao cô có thể lợi dụng con gái của mình <laughs> cô muốn nói gì thì nói đi nói lớn lên cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe được thôi, cậu nghĩ là tôi sẽ nhịn gì sợ cậu chắc Chỉ vì cậu là đạo diễn nên tôi mới nhịn không làm ra chuyện gì quá đáng nữa Vậy thì cô không cần phải nhận nhịn làm gì cả <laughs> Cậu nghĩ mình là đạo diễn thì giỏi lắm hay sao Nè, cậu dám ngó lơ việc gian cảnh Cảnh trên, cảnh dưới, cảnh toàn Một cảnh, hai cảnh Hành hạ diễn gì như vậy không quay được cảnh nào thì đừng tự xưng là đạo diễn diễn viên nổi tiếng kim cha cung của chúng tôi từ bây giờ không muốn làm việc với đạo diễn seo nữa à không là tôi không cho phép nữa nếu tôi tự làm được thì tuyệt đối sẽ không cho nó bước chân vô đây đừng bao giờ gặp lại nhau nữa <laughs> Rốt cuộc thì lý do gì vậy Chúng tôi cần biết tại sao mình phải xử phạt cậu ấy rồi còn lý do cô muốn làm việc với đội B chứ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi thật sự không biết. À, tới bây giờ tim của tôi vẫn còn đập thình thịch đây nè. Mà sáng nay tôi còn phải uống thuốc nữa đó. Ê, Thiệt Tình à. Có vô lý không chứ? Đột nhiên đạo diễn sơ tới nhà cô làm loạn mà không có nguyên nhân cụ thể. Trời ơi. Không lẽ cô ta bị điên hay sao? Vậy nên tôi mới muốn nhờ chú tìm hiểu. Còn bây giờ Tôi không muốn nhìn mặt hay là nghe thấy giọng của anh ta nữa đâu Hôm nay cậu sẽ đi ghi hình Dạ Đừng có bắt tôi phải nhắc lại nữa Hôm nay cậu sẽ quay Được chưa Cảm ơn chú nhiều lắm Tôi rất xin lỗi Mong anh giúp đỡ cho Cậu Ly Còn đứng đó làm gì nữa Không mau đi chuẩn bị ghi hình đi Muốn quỷ lịch hay sao Dạ tôi biết rồi Trời đất ơi. À, gọi đầu diễn sơ giùm tôi. thằng bé thú vị thật <laughs> con nhỏ mà đã tài năng như vậy rồi không biết là con nhà ai nữa dạ con chào chú chú mau uống cái này đi chú à, sao con lại mang vào đi thằng bé ngoan có đúng không dễ thương quá có đúng không <laughs> nhưng mà nó vẫn là con của người ta <laughs> hôm nay cậu quay thật sao nè đạo diễn sơ sẽ rút thiệt hả à, làm gì có chuyện đó chỉ tạm thời để xoa dịu kim chợ cung tôi lý do là gì sao mà biết được chắc mẹ cô ta lại nhận sự kiện nên họ cần thay đổi lịch trình thôi chỉ có vậy mà mẹ cô ta nổi điên sao trên đường tới văn phòng gặp cậu tôi bị sốc gần chết luôn đó họ cãi nhau dữ lắm em không nói lâu được bận mà à hôm nay sư chung tới đây ăn trưa đó anh báo lại giùm em có được không tôi biết rồi dạ chào anh hôm nay anh qua với chị cha cung hả xin anh giúp đỡ cho à, dạ tôi biết rồi <laughs> nhớ mau lên đó vẫn còn một cái trong khu hàng hiệu ở trung tâm thương mại nhớ phải mua nó kim quang xuống Thằng này bị điên rồi hả Cô chỉ cần mang theo thẻ tín dụng là được rồi à, à, à. ôi cô ơi cô sao vậy à. có chuyện gì xảy ra hả Mới chết tiệt thiệt, thiệt. À. tôi đi lấy cà phê thư giãn đây cô muốn uống không à, tôi không uống đâu cái từ cà phê đó làm cho tôi rùng mình luôn rồi nè thật sự rùng mình hết luôn rồi <laughs> vậy là cô ta sẽ trả hết luôn đúng rồi số tiền hơn một triệu quên sẽ làm cô ta run rẩy cho mà coi Cô ta dùng thang máy của giám đốc sao? Chính mắt con nhìn thấy á. Nói vậy có nghĩa là Lee Gun Woo sẽ là anh trai của cô gái đó. Còn cô ta chính là giám đốc của hãng quần áo. À, không thể nào trừ phi là hai đứa nó đã được thừa kế chút tài sản từ gia đình mình thôi. Chúng ta phải tìm <laughs> hiểu mới được con à. Ừ. Con nghĩ họ ngậm thì vàng từ khi mới sinh ra. Mẹ à, hay là để con đi làm thân? <laughs> sao vậy? Mẹ à, cô gái trẻ đó không biết chừng sẽ thích con trai của mẹ. Hử? Kim Quang Su à, con mau tỉnh lại đi. Li Gun Gu, Li So Chung. À. Nói vậy là hôm nay Gun Gu sẽ ra ngoài quay phim sao? Dạ. Cha Cung đã có lịch gặp mặt chúng ta rồi mà. Chắc là cô ấy mệt mỏi lắm. Con nghĩ là sắp tới sẽ dấy lên tin đồn Dù cho tin tức này là thật hay là giả Thì nếu như không may bị lọt ra bên ngoài Thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhãn hiệu của chúng ta Vì cha cung đang là người đại diện mà ừ, Còn nói đúng Ba ơi ba Vậy ba xử lý chuyện này giùm con nha Cậu kêu trưởng phòng tóm tắt lại việc này vào chiều nay cho tôi Dạ thưa chủ tịch à, Con đã đi xa như vậy để tới đây ăn trưa với anh Sao cứ phải là hôm nay chứ <laughs> Mà sao ba lại ăn cơm hộp vậy còn là canh thịt cay nữa đây là món con thích còn gì mau thử đi ăn ngon hơn ở mấy nhà hàng mắc tiền nhiều mm. chuẩn bị rượu trái cây chưa dạ mang lên đi dạ tôi biết rồi con về rồi đây ừ con làm tốt lắm ừ <laughs> con làm tốt lắm <laughs> con không nghe sao dạ con phải nghe chứ <laughs> mà nè theo cô mà những người hay gọi điện cho đầu bếp vào giờ ăn trưa đó. Nên gọi họ là đồ bất đời sự hay gọi là đồ vô duyên. Tôi không biết. Chỉ có thể gọi là những người ích kỷ. Vậy nếu bà chủ không chịu đãi nhân viên một bữa trưa đàng hoàng thì không biết là đang phớt lờ nhân viên của mình hay là cô ấy muốn cho anh ta nghỉ việc đây? <laughs> Thật ra thì tôi không có ý là phải đãi cho bằng được. Nhưng đó là nghi thức chào đón thông thường mà. Tôi sẽ đãi, sẽ đãi mà, sớm thôi. Dạ. Dạ. Tự nhiên chồng con làm sao vậy? Con không thích tới nhà hàng của cô tới như vậy sao? Cô chỉ muốn gọi điện kêu con đưa hai chú tới nhà hàng sớm. Vì hôm nay Mi Súc sẽ mời khách ăn cơm, trả lời cái kiểu đó sao? Cô biết rồi. Giao hàng xong rồi nhớ tới đó. Được rồi, Cô sẽ chờ con. Sau này tôi sẽ không gọi điện cho cô nữa đâu. Mỹ Súc ơi, chị đây. Hôm nay mẹ em mời khách hả? Mẹ em nói với chị như vậy. Nghe nói là Ha Jun cũng tham gia, nhưng mà không thấy em nói gì với chị hết. Em cũng sẽ đưa Ha Jun tới đó chị cũng phải tới đó nha em có chuyện muốn nói ờ à, dạ ừ, ừ, được nhớ đó em cúp nha hả là nó sao ờ à, để em coi nào điều khoản như vậy sẽ có lợi cho hai vun và mẹ bé hơn ừ tốt lắm nhưng mà điều khoản không phải vấn đề đâu việc quan trọng nhất ở đây là hai vun có tiếp tục làm việc nữa hay không thôi anh đừng có lo mẹ của em đã đồng ý cho mời khách rồi ông trời cũng đang giúp em em từng nói mẹ em là ân nhân của ân hy phải không chỉ cần mẹ em gây thêm một chút áp lực cho chị ấy thôi vậy là hợp đồng này coi như xong đây là khởi đầu của cuộc đời em nhưng mà thằng bé sẽ quay gì phim thiếu nhi hay là cổ trang quay cả hai thì sao <laughs> Con tới rồi ạ. À? Cô chắc là con rất bất ngờ và không thể hiểu nổi lý do. Đột nhiên cô lại muốn nhận nuôi hai Jun thay cho con. Dạ. Đây là gì vậy cô? <laughs> cô cũng từng nghi ngờ rất nhiều. kết quả xét nghiệm DNA Không thể như vậy Không thể như vậy được Anh Hi à Cô xin lỗi và cảm ơn con Cô sẽ luôn biết ơn con Sao cô lại như vậy Dù sao lại là con của anh ấy được chứ Còn không tin đâu cô Trong đó viết rõ ràng rồi mà tỷ lệ sơ xuất Jin và Im Ha có quan hệ huyết thống lên tới 99%. Không phải như vậy, không thể nào đâu. Chuyện đó không thể nào. Ha nó nói là con của con. Con đây mới chính là mẹ của thằng bé. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ha ơi! Ha ơi! Mẹ ở trong này! Ha -yoon. Tự nhiên anh bị làm sao vậy? Lại đòi ẩm Ha thật khó hiểu. Chị à! Chúng ta bàn hợp đồng đi chị không muốn đâu mỹ chị không cần gì hết hai vô đã, mình đi thôi con mẹ ơi sao em lại làm thằng bé sợ anh ơi chú cho con xuống đi muốn xuống sao <laughs> mình đi thôi con ờ à, chúng ta coi qua hợp đồng đó chị có một bộ phim muốn mời chị đã kêu em thôi đi rồi mà Chị đã nói là chị đóng một bộ phim thôi, không tham gia nữa. Đây đâu phải là chuyện mình em có thể quyết định. Đúng vậy, chính xác. Dù thằng bé có đóng tiếp hay không thì một người mẹ cũng không nên có thái độ giống như vậy. Đi thôi. Hayu, mình đi thôi. Cái con nhỏ này thật là... Để cho con. mày cứ ngồi yên đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên chị ấy lại Còn anh hai bị làm sao vậy chứ? Còn cần ký hợp đồng này, nhưng mọi người bị làm sao vậy? Hả? Ta nói chuyện một lát đã. Nhưng em không có gì để nói với anh hết. Đây không phải chuyện có thể bỏ qua. Em làm ơn lý trí một chút đi. Anh ơi. Anh hiểu mà. Anh không cần em phải chấp nhận ngay. Anh hiểu chứ. Chắc là em vẫn còn sốc. Nếu chị, em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi ta nói chuyện. Không đâu anh, em Anh sẽ gọi điện cho em. Hayuna. Hẹn gặp lại con. anh ạ à... anh cũng mới biết được có mấy ngày chuyện này là thật sao anh mẹ đã làm xét nghiệm chưa chuyện này rất nghiêm trọng đó mẹ à con nghĩ mẹ sẽ nói ra mà không có bằng chứng gì hay sao trời đất ơi nói vậy ha 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 Jun chính chính là con trai của anh thằng bé là cháu trai của em thật à từ giờ lo giữ mồm giữ miệng cẩn thận chuyện của hai Jun cứ hỏi mẹ và anh của con không cần phải hỏi ân hi mẹ của nó là ai anh là ba của nó chắc anh phải biết chứ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi rồi làm gì có mẹ anh cũng đã bỏ rơi nó còn gì vì anh con không biết chuyện này nhưng sao tự nhiên mẹ phát hiện ra mà đi xét nghiệm vậy con đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa nữa có được không con ở lại đó chúng ta cần phải bàn bạc chờ ăn tối xong đã anh hi chắc vẫn còn đang rất sốc cho con bé chút thời gian đúng là sốc thật đó đây đúng là chuyện bất hạnh mà Ai, sao lại thành ra như vậy chứ bất hạnh cái gì chứ ngày nay sớm muộn gì cũng phải tới vì hai vốn đâu phải là con nó sao lại không tưởng tượng ra được mẹ cũng đừng có ép cô ấy quá mẹ biết rồi mẹ hiểu rất rõ về nó đi đi đáng lẽ em phải đoán ra ngay khi thằng bé bị bỏ rơi trước cửa bao nhiêu chỗ tại sao lại trước cửa nhà mình anh biết đúng không ừ. mẹ của nó là ai không lẽ là chị cha cu Sao cứ hỏi hoài vậy chứ Con chỉ tò mò thôi mà Con chỉ cần biết Ha Jun là cháu trai của con thôi Vậy là đủ rồi Mẹ toàn là đổ tội cho con <laughs> Mà anh hai cũng thật đó nha Tự nhiên lại thành ba của trẻ con mắc cười quá Anh em mình đúng là ruột thịt <laughs> Con biết rồi mà Con đi ngay đây Con sẽ mang hợp đồng mới tới Hai người phải ủng hộ con đó tuyệt vời không ngờ hai dương lại chính là cháu ruột mình gặp lại mẹ sao được rồi <laughs> trong đó viết rõ ràng rồi mà tỷ lệ sơ súc chinh và Im Ha Yoon có quan hệ huyết thống lên tới chín mươi chín phần trăm. anh Hy à, cô xin lỗi và cảm ơn con, cô sẽ luôn biết ơn con. À, à, một chút nước. À, cô ơi, cô được đúng không cô? <laughs> Chỉ có hai phòng thôi sao? dạ Mung xuân sẽ ở riêng một phòng còn con với bé hai vun sẽ ở chung một phòng con và thằng bé sẽ cùng ngủ cùng vậy hai phòng là đủ rồi hai phòng làm sao đủ được con nghĩ hai vun giống như con à đừng nuôi dạy thằng bé như là con gái nó là con trai mà dạ con sẽ làm việc thật chăm chỉ để lo cho hai vun tốt hơn à con cũng vừa mới mua bàn chải mới cho nó cô thấy đẹp không cô <laughs> xin chào mừng vị khách đầu tiên tới ngôi nhà mơ ước của tụi con con mời cô của cậu nè mình đã nói với cậu là cô ấy nhất định sẽ nhìn xuống đáy ly rồi mà đây là quà từ một trung tâm thương mại phát miễn phí bên kia đường sao hai đứa có thể gọi đây là sống tự lập khi không có nổi một cái ly tử tế Sao lại cố chấp không chịu nghe lời cô? Cô đã nói là để cô mua nhà cho mà, cô sẽ lo hết mọi thứ, hãy để cho Hai Jun sống trong một căn nhà đàng hoàng có nhà bếp đồ đạc tử tế đi. Ờ, cô à. ơi, tụi con cũng ăn uống đầy đủ mà, cậu ấy là ân hy đó. <laughs> cô muốn tất cả đều được sống thoải mái, đừng để Hai Jun phải ăn bằng cái chén như vậy. Ai à, không được đâu, cô đã cho con rất nhiều thứ từ khi con còn nhỏ rồi, còn không thể nhận thêm gì từ cô nữa. <laughs> ôi trời ơi con nhất định không chịu nghe lời cô có đúng không ai thôi mà cô <laughs> nhớ cẩn thận một chút đó qua đây cẩn thận để xuống chỗ này đi ô ừ. từ 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 ờ, từ à <laughs> ôi trời ơi trời ơi hai của bà con đó hãy nuôi hai Jun cho thật tốt vậy là được rồi còn lại cô sẽ lo hết <laughs> <웃음> 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 엄마, 엄마 괜찮아? 어 하윤아 엄마 괜찮아? 엄마 <laughs> 엄마 엄마 괜찮아? <laughs> And <laughs>